năm thực phẩm chức năng mà con gái ai cũng cần. Để đẹp thì mọi người đừng quên là phải đẹp từ trong ra ngoài ha. Chúng ta cứ mãi mê bổ sung những dưỡng da skin care cho bề ngoài, nhưng lại có nhiều chị em phụ nữ quên mất là phải bổ sung những thực phẩm chức năng cho bên trong của mình. Vì ngày hôm nay nhà Suka sẽ recommend mọi người năm loại thực phẩm chức năng mà con gái ăn nên sở hữu nha. Đầu tiên đó chính là thực phẩm chức năng hoa anh thảo Blackmore này nha. Thì bạn nào mà nội tiết tố của chúng ta bị rối loạn hay là hay nổi mụn nội tiết, đặc biệt là vùng kín bị khô thì đừng quên bổ sung thêm em thực phẩm chức năng hoa anh thảo này nha. Thì em này khi mà chúng ta sử dụng vào cái ngày giống như ngày rụng dâu ấy mọi người, sẽ giảm đau và hạn chế đau bụng cực kỳ tốt luôn á mọi người. Và em này là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc, cho nên chắc chắn là sẽ không có tác dụng phụ nha. Và em thứ hai đó chính là em collagen này nè. Khi mà chúng ta nhắc đến collagen, chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ ngay đến làn da của chúng ta được trẻ hóa nè, căng bóng mịn màng và có độ đàn hồi, đúng không? Vậy thì đúng rồi đó mọi người ơi, sau cái độ tuổi 25 tuổi thì da chúng ta đã dần bị lão hóa dần rồi, cho nên mọi người đừng quên hãy bổ sung em collagen này nha. Thứ ba đó chính là em healthy care đậu nành này đó mọi người. Em này được chiết xuất từ mầm đậu nành với lại hàm lượng cao 1200mg đậu nành, cho nên em này sẽ giúp phục hồi chức năng sinh lý nữ. Bạn nào mà hơi tự ti về vòng một của mình thì nên bổ sung em này nha. Ngoài ra thì em này còn giúp da của chúng ta sẽ trẻ hơn, sẽ căng bóng hơn nữa. Với em này thì mọi người sẽ sử dụng một ngày 3 lần, một lần chúng ta sử dụng một viên sau bữa ăn nha. Bạn nào mà đang trong độ tuổi dậy thì mà da chúng ta bị mụn thì chắc chắn không thể nào bỏ qua cái em chị mụn của nhà Murad này được nha. Thì thành phần của em này sẽ gồm có kẽm nè, bột rễ cây dương đề nè, rễ cây ngưu bàn, ngoài ra còn có magie chiết xuất hạt nho và vitamin ACE nữa. Thì những thành phần này khi kết hợp với nhau thì sẽ loại bỏ được độc tố trong da của chúng ta, cũng như là giảm thiểu sự hình thành của mụn luôn. Nhưng mà mọi người lưu ý khi sử dụng sản phẩm này, mọi người phải nhớ uống nhiều nước lên nha. Rồi cuối cùng là cái em này mọi người quen không ta, em này đó chính là em DHC thơm người đó mọi người. Thì em này sẽ chiết xuất từ hoa hồng Bulgari ha. Sử dụng em này chắc chắn cơ thể của chúng ta sẽ luôn luôn có mùi thơm nào đó rất là ngọt ngào, mà nó không có bị đặc biệt quá nồng như sử dụng nước hoa đâu. Ngoài ra em này sẽ giúp chúng ta thanh lọc cơ thể nè, làm sạch đường ruột. Với em DHC này thì nam hay nữ đều có thể sử dụng được nha. Mỗi em thực phẩm chức năng này đều sẽ có những công dụng riêng khác nhau, nhưng tất cả những em này đều cần thiết cho cơ thể của chúng ta, cho nên mọi người đừng quên hãy bổ sung những em này nha.